Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Fairy Blooming Tarot. Mình tên là Rachel ha. Và ngày hôm nay mình sẽ trở lại với một chủ đề, đó là thông điệp tháng 7 là gì. Nhưng mà thông điệp liên quan đến tình yêu, mình sẽ dạy theo hướng tình yêu. Nếu như nó liên quan đến việc tài chính, công việc hoặc là phát triển bản thân thì mình sẽ dạy theo các hướng đó nha. Và lời đầu tiên mình cũng xin cảm ơn các bạn viewer cũ của nhà Fairies. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh trong thời gian qua, mình rất là biết ơn điều đó. Nếu như bạn là viewer mới, mình chúc các bạn sẽ tìm thấy thông điệp bổ ích, liên kết và cần thiết từ trải bài này nha. Và đây là tụ 1 ha. Đây là tụ 2. Và đây là tụ 3. Cách chọn tụ thì bạn có thể nhắm mắt lại, hít thở 3 hơi thật sâu. Trong lúc hít thở, các bạn hãy suy nghĩ đó là thông điệp của tháng 7 là gì. Và mở mắt ra, lá bài nào thu hút thì bạn có thể chọn lá bài đó. Nếu như có từ 2 đến 3 lá bài cùng thu hút thì bạn có thể chọn từ 2 đến 3 tụ ha. Nếu như có một lá bài đã thu hút năng lượng của bạn hoặc là ánh nhìn của bạn từ ngay lần đầu tiên thì bạn có thể chọn lá bài đó nha. Bây giờ mình sẽ đến với tụ bài đầu tiên. Hi, xin chào các bạn đã chọn tụ 1 ha, các bạn đã chọn lá bài này. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn viewer cũ của nhà Fairies. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh trong thời gian qua, mình rất là biết ơn điều đó. Nếu như bạn là viewer mới, mình chúc các bạn sẽ tìm thấy thông điệp bổ ích, liên kết và cần thiết từ trả bài này ha. Với các bạn chọn tụ 1 á, thì tình yêu rất là rõ luôn, nên cho nên là mình đã lấy thêm những bộ bài mà về tình cảm ha. Ok, thì nếu mà bạn là người mà đang mong chờ tin tức hay là những thông điệp về chuyện tình cảm thì đây là một tụ rất là đúng dành cho bạn ha. Ngoài ra thì nó còn là về vấn đề mà các bạn sẽ kết nối sâu với bên trong mình ha. Các bạn sẽ hiểu bản thân mình hơn, các bạn sẽ biết được cảm xúc, các bạn sẽ hiểu hơn về cảm xúc và suy nghĩ tận sâu bên trong của các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ giải nghĩa lá bài mà các bạn đã chọn ha. Các bạn đã chọn lá bài Inner Truth, có nghĩa là sự thật ở bên trong của các bạn. Với lá bài này các bạn có thể thấy là có rất nhiều cổng ha, có rất nhiều hướng đi, có rất nhiều là lối đi nè, các bạn có thấy không? Và cái đứa bé này đang cầm một cái ngọn đèn, một cái ngọn đuốc rất là phát sáng. Nó có hàm ý là nếu như mà các bạn hiểu được ở bên trong mình ha, các bạn kết nối được ở sâu bên trong thì có thể là các bạn sẽ tìm thấy được một cái hướng đi đúng đắn hoặc là chọn được một người mà phù hợp với các bạn. Bởi vì mình thấy là các bạn chọn tụ 1 á, sẽ khá là đào hoa nha. Có thể nếu như không nhanh trong tháng 7, tùy thuộc vào năng lượng của mỗi bạn ha, thì nó cũng sẽ là trong khoảng thời gian sắp tới. Và lá bài này nó còn có ý nghĩa đó là các bạn sẽ sớm hiểu được cảm giác, cảm nhận của các bạn và nội tâm của các bạn ha. Để mà các bạn có thể là hiểu được bản thân mình và có được những cái quyết định, có được cái những sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân các bạn. Và các bạn hãy nhớ là những cái viên đá quý, những cái điều gì mà quý giá nhất thường là nó sẽ được nằm ở sâu trong lòng đất. Cho nên là các bạn hãy kết nối sâu ha, hãy đào sâu, thật là sâu vào bên trong mình và tìm thấy được cái kho báu của bản thân mình. Hiện tại có một lời khuyên cho các bạn, đó là trong tháng 7 này có thể là sẽ có những cái bước tiến tiếp theo, sẽ có những cái bước tiến mới cho chặng đường các bạn đi, hoặc là cho chuyện tình cảm của các bạn nhé, hoặc là cho một cái điều gì đó mà bạn vẫn đang làm việc với nó ha. Thì ở tháng 7 này sẽ có một cái bước tiến tiếp theo, sẽ có một cái điều gì đó mà nó là một cái chương sau của cái chặng đường của các bạn, hoặc là công việc, hoặc là chuyện tình cảm của các bạn nha. Và các bạn hãy cởi mở và đón nhận những cơ hội sẽ được đem đến trong cuộc sống của các bạn. Cái tụ 1 á, thì mình thấy có lẽ như là tháng 7 là một tháng rất là ngọt ngào với các bạn. Mình thấy giống như là đây là một tháng rất là quan trọng và là một tháng mà nó là cái quả ngọt cho công sức của các bạn. Bởi vì bánh xe số phận đã quay ha. Nếu như là với các bạn á, mà năng lượng chậm hơn á, thì có thể là
nó sẽ quay chậm hơn, nhưng mà các bạn hãy biết là các bạn đang ở đúng hướng rồi ha. Các bạn đang ở đúng nơi mà các bạn cần ở rồi. Và rất nhiều bạn ở đây á, mình thấy các bạn chọn tụ một á thì bánh xe số phận đã quay rồi nha. Bánh xe của phước lành, của may mắn và của hạnh phúc nó đã quay, cho nên mình thấy trong tháng 7 này năng lượng của các bạn thật ra rất là cao. Và các bạn giống như là những người mà cực kỳ biết bản thân mình muốn gì, các bạn chính là the magician nha. Vị ảo thuật tài ba có khả năng biến những ước mơ của mình, những cái hoài bão và những điều mà mình mong muốn trở thành hiện thực trong cuộc sống, chỉ cần các bạn luôn không ngừng cố gắng nha. Rất là xinh đẹp và tài giỏi nữa ha. Các bạn chọn tụ một á, không có sợ hãi đâu. Mình thấy các bạn rất là kiên cường, rất là dũng mãnh trong cuộc sống của các bạn, thậm chí là trong chuyện tình cảm luôn. Các bạn giống như là cứ vậy và bước tiếp thôi. Cho dù có điều gì mà nó khiến cho các bạn gục ngã, khiến cho các bạn cảm thấy không đủ, mình nghĩ là khi xưa các bạn đã từng trải qua giai đoạn đó rồi, chứ không phải là không ha. Giai đoạn mà các bạn cảm thấy mình không phải là người có đủ tiêu chuẩn hay là có đủ khả năng đó, hoặc là các bạn đã từng rơi vào cái trạng thái ghen tuông nè, không có tin người khác và không có tin bản thân mình ha, cho nên là dẫn đến các bạn có rất là nhiều nỗi sợ và ghen tuông kiểm soát. Thậm chí là các bạn còn đi cầu xin tình cảm của người khác nữa, có thể là như vậy ha. Thì cái giai đoạn thiếu thốn tình cảm hoặc là thiếu thốn về mặt tiền bạc vật chất đó đối với một số bạn nha, có thể là nó liên quan đến mặt tài chính nữa, thì mình thấy là trong khoảng thời gian của tháng 7 này á, các bạn sẽ được mở ra, các bạn sẽ được thay đổi và nó sẽ chuyển sang cái chiều hướng tốt đẹp hơn rất là nhiều nha. Nếu như là nó về chuyện tình cảm thì các bạn sẽ biết trân trọng bản thân mình hơn, các bạn chữa lành và nâng cao tần số năng lượng. Nếu như các bạn liên quan đến chuyện tài chính thì mình thấy trong tháng 7 này tài chính nó sẽ khá là dồi dào với các bạn chọn tụ một nha. Chúc mừng các bạn. Thật sự lấy lá bài ra rất là đẹp. Nếu như mà các bạn đang trong một cái giai đoạn, một cái định hướng cho bản thân mình, cho một dự án gì đó ha, thì mình thấy là cái dự án này á, có thể là nó sẽ có một cái hướng phát triển mới. Nó sẽ có một cái điều gì đó mà không còn đi theo lối mòn cũ nữa. Một số các bạn trong tụ một sẽ kết thúc một mối quan hệ cũ nha. Một mối quan hệ nào đó, có thể là người bạn đã chia tay rồi nhưng vẫn còn lưu luyến liếng tiếc và vẫn còn kết nối, thì mình nghĩ là tháng 7 này á, các bạn sẽ quyết tâm, các bạn sẽ nhận ra được cái điều mà các bạn đang muốn và các bạn không còn muốn liên hệ với người đó nữa, hoặc là nếu như các bạn đã và vẫn đang ở trong một mối quan hệ rất là mệt mỏi, rất là độc hại ha, và các bạn đã muốn dừng cái liên kết đó rồi, thì mình thấy trong tháng này các bạn sẽ dừng kết nối nhé. Nó sẽ có một cái sự kết thúc và đồng nghĩa với việc đó chính là một sự khởi đầu. Wow, mình thấy các bạn chọn một á trong tháng 1 này rất là đào hoa nha. Mình lấy ra tận 3 vị vua lận các bạn. Nếu như các bạn là bạn nam trong trả bài này á, thì ba người này có thể là các bạn hãy đón nhận theo câu chuyện của các bạn thôi ha. Mình đang nói về năng lượng chứ mình không đang nói về giới tính nha. Đó, thì mình thấy là ba người sắp đến trong cuộc sống của các bạn á rất là cao á, năng lượng rất là cao. Ai cũng tài giỏi, ai cũng xuất chúng hết trơn á. Wow, hơi khó chọn ha. Thì mình thấy có vẻ như là cái lá này nè, nó còn đồng nghĩa với việc là các bạn có rất là nhiều người, các bạn có rất là nhiều lời đề nghị, tìm hiểu lời đề nghị đi chơi hẹn hò ha. Đó, đây có thể là đồng nghĩa với việc là có nhiều người nè, những cái cánh cổng này là nhiều người đến trong cuộc sống của các bạn trong thời gian sắp tới ha. Thật sự là rất đào hoa luôn á, có cảm giác như là các bạn chọn tụ hai ở những trải bài tình cảm trước của mình á, đã truyền cái năng lượng đào hoa cho các bạn chọn tụ một ở tụ này nhé, hoặc là các bạn chọn thường hay chọn tụ hai,
chuyển sang chọn tù 1 ở trai bài này. Wow, rất là có thể khá là khó nghĩ cho các bạn á, nhưng mà nếu như mình đang có được những cái sự lựa chọn và cơ hội đến thì tại sao mình không đón nhận, đúng không? Chỉ cần là các bạn biết con tim mình muốn gì thôi ha. Hãy cho các bạn thời gian để tìm hiểu nha. Rồi, và ở đây mình thấy nè, 9 ly, ước mơ trở thành sự thật. Cực kỳ ngọt ngào luôn ha. Chọn tụ một ơi. Tháng 7 là một tháng của sự đền đáp, tháng 7 là một tháng của những bông hoa nở rộ nha. Các bạn có thấy vui không? Mình thấy cực kỳ vui cho các bạn luôn. Tháng 7 mưa ngâu ha, nhưng mà sầu đâu thì không thấy. Chỉ thấy vui thôi. Có thể là sẽ có một số giai đoạn các bạn rơi vào cái tình trạng của cái việc là day dứt và bứt rứt và đau khổ vì một cái điều gì đó kết thúc trong cuộc sống của các bạn ha. Mình thấy có cái sự kết thúc ở đây, nhưng mà nó cũng không có quá là lâu hay là nó quá là khiến cho các bạn chìm đắm đâu. Mình thấy nó lại giống như là khiến cho các bạn hồi sinh vậy đó. Thì cái người đầu tiên đến trong cuộc sống của các bạn á, sẽ mang năng lượng nước nha. Rất là cao, rất là trưởng thành. Họ có kinh nghiệm, họ có chiều sâu, họ có rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nè. Và những người này thì thường là sẽ yêu và rất là ngọt ngào, rất là đậm sâu ha. Một số thì sẽ không có biểu lộ qua lời nói, nhưng mà họ sẽ biểu lộ qua hành động. Có thể là họ sẽ rất là thích đi du lịch cùng bạn, hoặc là họ thường hay mua quà tặng cho bạn. Tại vì vua nước hoặc là hoàng hậu nước thì là những người họ có trải nghiệm nhiều hơn rồi, họ sẽ không có quá là xến xúa và ướt át như khi họ còn trẻ. Cho nên họ thường là sẽ bây giờ hành động là chính ha, không có nói, không có hứa hẹn quá nhiều. Một người thứ hai đó là vua khí hoặc là hoàng hậu khí, thì cái người này á rất là đỉnh đạt, rất là thông minh, tài trí ha, có thể là khá là vui tính nữa đó nha. Nhưng mà những người này thường họ lý trí và có lời nói rất là mạnh mẽ, rất là quyết đoán ha, quyết liệt nữa. Những cái lời nói có thể là hơi sắc bén nữa nha. Nhưng mà cực kỳ là nhạy bén và có khả năng lãnh đạo, cái tầm nhìn xa các bạn. Rồi, và người cuối cùng là The Emperor. Trời ơi, vua của các vị vua nè các bạn ơi. Cực kỳ quyền lực ha. Rất là giỏi, đã đạt được thành tựu trong cuộc sống rồi đó. Wow, thì mình thấy là không nghiễm nhiên mà ba người này đến trong cuộc sống của các bạn đâu ha. Có thể là các bạn đã làm việc bản thân mình rất là nhiều. Các bạn đã rất là kiên trì trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bản thân mình ha. Các bạn vấp ngã 100 lần thì các bạn đứng lên 101 lần. Đó, nghĩa là các bạn không có từ bỏ đó. Các bạn biết là bản thân mình vẫn xứng đáng với hạnh phúc, cho nên đây là cái thời gian, cái khoảng thời gian mà các bạn thật sự sẽ chìm đắm, hoặc là các bạn thật sự sẽ cảm nhận được cái điều đó nha. Mình có một cái lòng tin rất là mãnh liệt cho các bạn chọn tụ một. Đó, ở đây có rất là nhiều, thậm chí các bạn còn có một lá bài nó thể hiện cho cái việc là có rất là nhiều sự lựa chọn nè, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Và các bạn đang kêu gọi một cái người có kết nối về linh hồn với các bạn nhé. Một số may sẽ đến trong cuộc sống của các bạn. Yes, ha, this is your soulmate. Đây chính là tri kỷ có kết nối linh hồn với các bạn. Hai bạn đã biết nhau rồi, hai bạn đã từng liên kết trước đây, có thể là trong kiếp trước ha. Và sẽ có chắc chắn rồi một cái sự khởi đầu của nhiệt huyết, sự khởi đầu của đam mê và rất là mới mẻ nha. Mình thấy rất là mới ha. Có khả năng là người cũ vẫn sẽ còn tìm các bạn, có khả năng là người cũ vẫn sẽ quay về và tìm kiếm các bạn để mà giống như là kết nối lại, bởi vì họ không có quên được bạn. Cho nên mình mới nói là với các bạn chọn tụ một á, các bạn cần phải biết bản thân mình muốn gì thôi, tại vì không ai có thể đưa ra được quyết định cho các bạn đâu ha.
Ở đây mình thấy là một cái khoảng thời gian giá băng trong trái tim của các bạn á, nó đã đến hồi kết thúc rồi. Cái khoảng thời gian băng giá, cái khoảng thời gian mùa đông trong tim á của các bạn chọn tụ một đã đến hồi kết thúc nha. Sớm hay muộn thì hãy tùy vào năng lượng của các bạn nha. Cho nên các bạn chọn tụ một hãy yêu thương bản thân mình nha, hãy chữa lành và hãy hiểu cảm xúc, hiểu những điều trái tim các bạn đang lên tiếng ha. Đó, thì mình thấy ở đây một lần nữa nha, nó sẽ có những cái kết quả rất là tích cực ha, và một cái sự tái tái sinh trong cuộc sống của các bạn chọn tụ một. Wow, rực rỡ luôn các bạn ơi. Trời ơi, thật ra là cả tình lẫn tiền nha các bạn chọn tụ một. Các bạn có 10 xu nè. 10 xu nó cũng thể hiện cho một gia đình hạnh phúc, một gia đình trù phú và may mắn cho các bạn chọn tụ một. Và có thể một số bạn ở đây nhé, nếu như các bạn đã có người yêu rồi thì có thể là những điều gì đó trong cái chuyện tình cảm của các bạn á, những cái cãi vã gì đó, những cái điều không hiểu nhau á, nó sẽ đến hồi kết thúc và trong tháng 7 này các bạn sẽ rất là hạnh phúc bên nhau. Có thể các một số các bạn ở đây nữa nha, sẽ đi đến kết hôn đính hôn. Các bạn có engagement ring ha. Hoặc là một trong những cái người mà mình vừa miêu tả trong đây có khả năng sẽ đi đến một cái mối quan hệ lâu dài với các bạn. Và mình không nghi ngờ gì điều đó nha. Bởi vì có rất là nhiều lá bài nó thể hiện cho một cái sự cam kết rất là sâu sắc, rất là bền chặt và lâu dài. Đó. À, có thể là một cái sự hợp nhất, một cái sự hoàn thành và kết nối ha, thậm chí là đám cưới nha các bạn. Tụ một vào nở hoa rầm rộ luôn. Nói chung là mình chỉ biết chúc mừng các bạn chọn tụ một thôi ha. Những cái điều đã qua nó đã nằm ở phía sau rồi, hiện tại thì các bạn hãy cứ đón nhận ha, hãy mở luôn xa trái tim của mình ra nhiều hơn nữa nha. Bởi vì mình thấy là các bạn chọn tụ một á, các bạn cần phải có những cái sự kết nối chữa lành, hoặc là những cái sự kết nối chữa lành nó sẽ được đem đến cho bạn trong tháng 7 này và giúp cho các bạn gợi mở, giúp cho các bạn thật sự là kích hoạt một cách hoàn toàn luân xa trái tim. Và có thể là luân xa gốc nữa, luân xa gốc rễ nữa nha. Luân xa của những cái sự hài lòng, những cái sự thỏa mãn đó, nó có thể liên quan đến tiền bạc hoặc là liên quan đến cơ thể 3D, liên quan đến việc chăn gối nữa đó. Thì mình thấy là như vậy, cực kỳ là vui vẻ luôn. Rồi vậy thì mình sẽ dừng tụ một ở lại đây. Mình chúc các bạn sẽ gặp thật là nhiều hạnh phúc, may mắn và phước lành trong cuộc sống. Nếu như trả bài này có liên quan đến câu chuyện của các bạn thì nhớ để lại bình luận cho mình chúc mừng nha. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để xem thêm nhiều video khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye. Hai, xin chào các bạn đã chọn tụ hai, các bạn đã chọn lá bài này. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn viewer cũ của nhà Fairies. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh trong thời gian qua, mình rất là biết ơn điều đó. Nếu như bạn là viewer mới, mình chúc các bạn sẽ tìm thấy thông điệp bổ ích, liên kết và cần thiết từ trả bài này ha. Với các bạn đã chọn tụ 2, các bạn đã chọn lá bài đó là hãy thay đổi năng lượng của bản thân mình. Thì mình thấy với tụ 2 á, một tháng 7 sẽ là một tháng của sự thay đổi. Sẽ có một làn gió ha, của những cái điều thay đổi mới, của điều mới, của cái sự dứt bỏ ra đi, của một cái điều gì đó mà vũ trụ đã sắp đặt cho các bạn sẽ được đưa vào tháng 7 này ha. Các bạn có thấy đó là lá bài mà các bạn chọn á, là một người phụ nữ ha. Có thể là đó chính là đội bảo hộ tâm linh của các bạn hoặc là vũ trụ ha, người đang đến và thổi những cái cơn gió của sự thay đổi mà các bạn cần có trong tháng 7 này ha, để phục vụ cho kế hoạch lớn hơn, dài hạn hơn, hoặc là để phục vụ cho hành trình phát triển của bạn. Ok, thì sự thay đổi gì thì mình sẽ giải từ từ nha. Ở đây có một cái lời nhắn đó là các bạn hãy làm sạch năng lượng của bản thân mình và năng lượng ở xung quanh các bạn ha.
có thể là ở môi trường của các bạn, ở phòng, ở nhà của các bạn, để mà các bạn có được cái cảm giác thoải mái và thư thái và nhẹ nhàng sạch sẽ ha. Bởi vì các bạn hãy biết là năng lượng của chúng ta sẽ ảnh hưởng bởi cuộc sống, bởi nơi mà chúng ta ở nha, hoặc là nơi chúng ta làm việc, nên là nếu mà cái nơi đó nó không có gọn gàng sạch sẽ, hoặc là nó không có được cái năng lượng nó không có được ổn định và cao á, thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Và những cái ngọn gió của sự thay đổi sẽ được thổi đến trong cuộc sống của các bạn, hoặc là trong cái nhận thức của các bạn. Có thể là những cái sự thay đổi đơn thuần này nó diễn ra ở trong tâm thức của các bạn, trong nhận thức của các bạn thôi. Và nếu như không thì nó sẽ là những cái sự thay đổi ở bên ngoài ha. Và sẽ có rất là nhiều điều mới đang chờ đón các bạn chọn tụ hai. Ở đây cũng có thể là các bạn sẽ thay đổi một số thói quen, hoặc là một số những cái patterns, có nghĩa là những cái cách mà các bạn thường hay làm, suy nghĩ mà các bạn thường hay có, hoặc là quan điểm mà các bạn thường hay tâm niệm. Sẽ có những cái sự thay đổi đó ha. Và các bạn hãy có thể là có những cái điều gì đó ở bên trong các bạn mà các bạn đã sẵn sàng để cho đi rồi nha. Các bạn đã sẵn sàng để lại nó ở phía sau rồi. Có thể như là các bạn đã từng ở trong giai đoạn mà các bạn cảm thấy không đủ về một vấn đề gì đó. Có thể là về tình cảm, có thể là về cảm xúc của các bạn cảm thấy rất là trống vắng, rất là trống rỗng, hoặc là rất là lạnh ở bên trong ha. Có thể là lâu rồi các bạn chưa có người yêu, hoặc là các bạn đã ở trong một mối quan hệ rất là lâu rồi. Đó, mình thấy có hai trường hợp ở đây. Thì với các bạn chọn tụ hai á, nếu như các bạn đã có người yêu rồi thì mình thấy là cái mối quan hệ này nó cũng lâu dài nha, nó khá là lâu dài. Các bạn đã cùng nhau xây dựng rất là nhiều, đã cùng nhau tương tác và ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian. Nhưng mà có thể là dạo gần đây các bạn không có nhiều thời gian ở bên nhau, bởi vì các bạn bận rộn với công việc, hoặc là với gia đình, với bạn bè, với dự án cá nhân nha. Cho nên là các bạn không có tương tác với nhau nhiều. Còn nếu như là với các bạn mà độc thân á, thì mình thấy là thật ra năng lượng khá là ít trong trải bài này. Trong trải bài này mình thấy là các bạn đã có đối tượng nhiều hơn. Các bạn đã có đối tượng nhiều hơn. Hay là nếu như các bạn chọn tụ này là người độc thân á, thì mình thấy là có thể là một cái vấn đề gì đó mà nó liên quan đến công việc, liên quan đến cuộc sống của các bạn á, trong thời gian vừa rồi nha, khoảng thời gian đã qua, khiến cho các bạn phải suy nghĩ, phải mệt mỏi, phải tự vấn bản thân mình nhiều lắm. Đó. Nhưng mà các bạn hãy vững tin lên ha. Với các bạn chọn tụ hai á, thì về chuyện công việc và tài chính thì mình thấy là trong tháng này nó khá là tốt, khá là ổn định ha. Những cái điều gì mà các bạn đang làm á, nó có khả năng đem lại tài chính cho các bạn, và các bạn rất là ổn định. Các bạn có được những cái thành quả trong cuộc sống của mình, các bạn đang trong cái trạng thái là gầy dựng và gặt hái cho bản thân mình về mặt tài chính, về mặt công việc ha. Đó. Thì có thể là các bạn có dư giả nữa, và các bạn còn là có thể làm phục vụ được những cái sở thích của bản thân mình, phục vụ cho những cái nhu cầu nó cao hơn, nó tốt hơn cho bản thân mình nữa. Các bạn đang rất là chăm chỉ, các bạn đang trong cái giai đoạn thực hiện nha. Mình thấy là các bạn là những người mà nếu như các bạn có ý tưởng về công việc, các bạn sẽ thực hiện luôn. Các bạn thực hiện hóa những kế hoạch, những cái dự định, những cái hoạch định của các bạn vào hiện thực, chứ các bạn không còn trong cái giai đoạn mà chỉ nghĩ nữa. Nếu như mà ở giai đoạn trước đây các bạn chỉ đơn thuần là lên và dự định thôi, thì mình thấy trong tháng 7 này các bạn sẽ thực hiện hóa nó ha, tất cả những điều mà các bạn đang có trong đầu, trong kế hoạch của các bạn á, thì tháng 7 này các bạn sẽ thực hiện ha. Rất nhiều bạn ở đây đã thực hiện rồi. Mình thấy cái năng lượng mà các bạn đang thu hoạch, các bạn đang mở rộng kế hoạch dự định của các bạn rất là cao luôn. Với chuyện tình cảm á, thì mình thấy là cái sự thay đổi này á, nó có thể liên quan nhiều đến chuyện tình cảm ha. Và các bạn biết sao không? Cái sự thay đổi này nó đến bởi vì bánh xe số phận đã quay. Ok, bánh xe của phước lành, của những điều mà nó
tốt và nó may mắn nó đã quay rồi ha. Cho nên mình thấy khi mà cái bánh xe số phận này quay á, có những cái sự thay đổi được đem đến cho các bạn chọn tụ hai. Một số các bạn ở đây á, thì mình thấy là có thể là các bạn sẽ kết thúc một cái vấn đề nào đó, một cái mối quan hệ nào đó, một cái điều gì đó mà các bạn đã gầy dựng rất lâu, các bạn đã cùng nhau xây đắp, hoặc là các bạn đã nỗ lực, đã rất là cố gắng vì cái điều đó, vì người đó, vì mối quan hệ đó ha. Không nhất thiết phải là người yêu của các bạn, mà nó cũng có thể là một người nào đó trong cuộc sống của các bạn, trong cộng đồng, là bạn bè, đồng nghiệp, hoặc có thể là một cái niềm tin, hoặc là một cái thói quen cũ kỹ nào đó của các bạn. Thì mình thấy là có một cái điều gì đó nó sẽ kết thúc trong tháng 7 này, một cái sự rời đi. Các bạn sẽ từ bỏ cái điều đó, hay là các bạn sẽ từ bỏ cái người đó. Đó, và có thể nó sẽ khiến cho các bạn rất là đau khổ, hoặc là các bạn đã đau khổ ở khoảng thời gian trước rồi, thì mình thấy là các bạn cũng sẽ nhẹ nhàng trong cái khoảng, trong cái lần rời đi này, hoặc là trong cái việc mà các bạn từ bỏ này. Có khả năng đó, đó là cái việc mà các bạn từ bỏ một cái niềm tin, cái việc đó nó diễn ra như thế nào sẽ tùy câu chuyện của các bạn. Cho nên là các bạn hãy đón nhận cởi mở nha. Cái việc mà các bạn chống đối nó cũng xảy ra trong khoảng thời gian dài rồi, và vũ trụ thấy các bạn cần phải chấm dứt cái điều đó ha. Cho nên đây là cái việc mà bà vũ trụ ra tay ha. Vũ trụ người đã ra tay. Có thể là bởi vì các bạn thật sự là cần phải bước tiếp trên hành trình của bản thân mình rồi, hoặc là các bạn thật sự là phù hợp với một người khác, các bạn xứng đáng, hoặc là các bạn đang có một cái hạnh phúc khác, một cái điều gì đó hạnh phúc hơn đang chờ đón các bạn. Và cái điều mà các bạn cứ níu giữ, cứ ôm lấy những cái điều cũ, hoặc là những cái mối quan hệ cũ á, nó khiến cho các bạn bị stuck, bị kẹt lại ha, và không cho các bạn tìm thấy được những cái điều gì mà thật sự thuộc về các bạn. Đó thì đó là có thể là dành cho một số các bạn chọn tụ hai ha, trong khoảng thời gian tháng 7 đó. Còn nếu như mà các bạn chọn tụ hai trong tháng 7 là các bạn độc thân á, thì mình thấy là sẽ có sự bắt đầu trong tháng 7 này. Mình chưa thấy được cái kết quả nha, bởi vì có thể là cái tháng 7 thì nó khá là ngắn thôi, nó cũng không có quá dài, nhưng mà mình thấy là sẽ có một cái sự bắt đầu. Một cái sự bắt đầu gì đó mà nó mang cái tính chất là khải hoàn ở đây ha. Một điều gì đó mà các bạn đã, mình nghĩ là cũng chờ mong trong khoảng thời gian rồi ha. Các bạn là người mà luôn luôn mưu cầu hạnh phúc ha. Nếu như có thể, các bạn hãy xem phim Pursuit of Happiness. Bỗng nhiên cái bộ phim đó lại xuất hiện trong đầu mình khi mà các bạn, mình trả bài cho các bạn chọn tụ hai, thì có thể là mình sẽ để link hoặc là mình để tên phim ở dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể tìm xem nha. Và mình thấy là các bạn chọn tụ hai á, thì các bạn rất là kiên cường, các bạn rất là vững vàng ha. Nếu như là các bạn nữ thì mình thấy cái năng lượng của các bạn á là những vị vua lửa. Cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ biết bản thân mình muốn gì, tự tin tỏa sáng và tràn đầy nhiệt huyết với đời, với người, với tình yêu, với công việc ha. Các bạn cũng có thể là rất thu hút, rất hấp dẫn. Các bạn thường hay giống như là thu hút ánh nhìn của người đối diện, của người đối phương, và trong một buổi tiệc các thường là các bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự chú ý luôn ha. Và cái người nam trong trả bài này á, thì mình thấy là một, mình thấy có hai người trong trả bài này. Ok, thì một số trường hợp đây mình nghĩ là một cái người cũ khi mà các bạn chọn ra đi á, thì sau đó các bạn sẽ gặp người mới. Đó, nó là như vậy nha. Thì mình thấy ở đây á, có một cái câu nói mà nó cực kỳ đúng, đó là nếu như cái cũ không đi thì làm sao cái mới tới. Được không? Nếu như cái năng lượng tiêu cực, cái năng lượng nó không có yêu thương bản thân và rất là nhiều nỗi sợ bóng tối, không được các bạn release, không được các bạn bỏ, và các bạn giống như là cho đi, cho ra khỏi bản thân mình á, thì làm sao cái năng lượng
tích cực, cái năng lượng của sự hạnh phúc và ánh sáng có thể được đem vào bản thân các bạn, đúng không? Đó, thì ở đâu cũng cần có một cái chỗ trống để mà điều mới nó được đưa vào. Ok, mình thấy là một số các bạn á, thì sẽ có một cái điều gì đó nó được đưa ra ánh sáng ha. Một số các bạn trong tổ 2 á, một cái điều gì đó nó sẽ được đưa ra ánh sáng, các bạn sẽ biết được một cái sự thật nào đó. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm là coi cho dù sự thật đó là gì, là tốt hay xấu, là ánh sáng hay là bóng tối á, thì các bạn cũng sẽ vượt qua được. Mình nghĩ là các bạn sẽ vượt qua cực kỳ kiên cường và nghị lực luôn. Và bởi vì như vậy cho nên là sẽ có một cái sự chuyển hóa rất là sáng và cực kỳ ngoạn mục cho các bạn chọn tổ 2 luôn á. Các bạn có thấy sau cái điều đó ha, sau một cái thông tin, tin tức hay là sau một cái điều gì đó và nó đến trong cuộc sống của các bạn chọn tổ 2 ấy, khiến cho các bạn cảm thấy là phải muốn nghỉ ngơi á, thì đây là cái giai đoạn tiếp theo, cái giai đoạn của cái việc là các bạn vung cánh lên. Các bạn biết được bản thân của mình xứng đáng với hạnh phúc gì, và các bạn biết là các bạn cần phải làm gì, cần phải tập trung năng lượng cho cái điều xứng đáng, cho người xứng đáng, cho mối quan hệ xứng đáng, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ có cái sự cực kỳ là chuyển hóa, chắc chắn, tự tin. À, mình thấy là cái tháng 7 này của các bạn á, sẽ là tiền đề. Thậm chí là nếu như các bạn nào mà đã có cái năng lượng rất là nhanh rồi á, thì các bạn đã tìm thấy cái sự tự tin của các bạn rồi ha. Và các bạn thấy không, mặt trời ha, tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn và thành công á, nó đang chiếu rõ đến các bạn. Chỉ cần là các bạn hãy kiên cường và mạnh mẽ để mà bước qua cái giai đoạn mà các bạn trải qua một cái điều gì đó, sự thay đổi gì đó trong cuộc sống của các bạn ha. Ở đây mình thấy là với các bạn chọn tổ 2 á, nó sẽ có những cái sự chữa lành và nó sẽ có những cái sự lãng mạn và hạnh phúc ha. Và các bạn hãy cố lên, mạnh mẽ lên, bởi vì một cái tình huống mà đôi bên cùng có lợi á, nó đã được dự đoán, nó đã được tiên đoán ha. Cho dù là có thể là cái một số mặt bạn ha, nó không phải là một cái điều gì đó các bạn mong muốn, mình nói ví dụ như vậy, nhưng mà cái kết á, cái kết quả thì nó vẫn sẽ là một cái điều cực kỳ tuyệt vời cho bạn và cho đối phương ha. Bởi vì chúng ta luôn luôn là những đứa con thương yêu của vũ trụ, và chúng ta là một phần, chúng ta chính là vũ trụ, một vũ trụ thu nhỏ. Ok, thì với mỗi một người chúng ta đã có một cái kế hoạch dài hạn và lớn lao hơn. Cho nên là các bạn á, nếu như các bạn có thể giữ được cái thái độ yêu thương và ngây ngô, các bạn có thể giữ được cái thái độ tích cực và tin vào kế hoạch của cái của vũ trụ đã dành cho các bạn á, thì mình thấy là các bạn sẽ vững vàng hơn rất là nhiều, và các bạn sẽ đón nhận những điều đến trong cuộc sống của các bạn á rất là nhẹ nhàng ha. Các bạn biết rằng dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì các bạn cũng ổn thôi. Bởi vì sao? Bởi vì việc của các bạn là xuôi dòng. Không, chứ việc của các bạn không phải là lo sợ, là muốn xoay chuyển một cái điều gì đó mà nó đã xảy ra rồi. Đó, giống như là các bạn biết được các bạn đang ở trong một cái bàn tay an toàn, chính là bàn tay của vũ trụ ha. Cho nên là hãy đừng lo sợ gì hết. Điều gì đến hãy cứ đón nhận, đón nhận với một thái độ biết ơn và cố gắng vượt qua. Nếu như nó là một cái điều gì đó là thử thách, là bài học, nếu như đó là một cái điều gì đó mà nó là thành quả, là quả ngọt, là quả mộng, thì các bạn đón nhận và tận hưởng thôi. Được chưa? Đó, thì mình chia sẻ một chút xíu, bởi vì mình thấy là các bạn chọn tổ 2 á, có rất là nhiều điều mà sẽ khiến cho các bạn thay đổi trong những cái thời gian tới ha. Và mình rất là mong là các bạn của nhà Varys á, sẽ có được những cái tâm thế vững vàng, yêu thương, tin tưởng ha. Bởi vì đối với mình á, mình thật sự chia sẻ với các bạn đó là cuộc sống là thay đổi nha. Cho dù các bạn đang hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa, có dù các bạn có đang nghĩ là những cái người xung quanh, những bạn bè, công việc của các bạn á, nó đang hạnh phúc như thế nào đi nữa, và các bạn không có muốn cái điều đó thay đổi á, thì cũng có khả năng là nó sẽ thay đổi
Có nghĩa là có thể là bạn sẽ có người bạn mới, các bạn có thể sẽ có được một cái cộng đồng mới, các bạn sẽ có công việc mới nếu như là vũ trụ đã có kế hoạch gì đó, đó cho các bạn. Ha. Và bởi vì như vậy cho nên nếu như các bạn sợ sự thay đổi á thì các bạn sẽ mệt mỏi hơn trong cái quá trình đó. Nhưng mà những cái sự thay đổi đó thì nó vẫn sẽ diễn ra thôi. Bởi vì thay đổi là cái điều nền tảng cốt yếu cho cuộc sống. Ừ, đó. Thì đó là bài học lớn nhất mà mình rút ra được sau những cái lần vấp ngã, sau những cái lần mà mình muốn đi ngược dòng, mà mình muốn thay đổi mọi thứ trở về như cũ. Đó. Thì đối với các bạn chọn tụ một á, một số khả năng á, các bạn sẽ gặp được một cái đối tượng mà giúp cho các bạn đi đến sự đính hôn, sự cam kết hoặc là một cái điều gì đó rất là sâu sắc ha. Và người này á chính là người mà các bạn đã biết rồi, đã biết trong những kiếp sống trước rồi ha, các bạn đã từng biết với nhau rồi. Và sẽ sớm thôi cái người này nó sẽ đến ha. Với các bạn nam thì mình thấy các bạn cũng rất là mạnh mẽ, các bạn cũng rất là dũng mãnh, hoặc là các bạn giỏi quản lý, có tài quản lý ha. Được rất rõ trong các bạn chọn tụ hai là sẽ có sự transformation, là sự chuyển hóa, một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục cho các bạn. Mình chúc các bạn là sẽ luôn luôn vững tin và yêu thương bản thân mình ha, đón nhận mọi thứ một cách biết ơn và tràn ngập ánh sáng và tự tin vào bản thân mình, tin vào kế hoạch của vũ trụ. Và mình cũng chúc các bạn là sẽ có được những cái điều phước lành và may mắn trong cuộc sống ha. Nếu như câu chuyện của các bạn có liên quan thì hãy để lại bình luận cho mình biết. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để xem thêm nhiều video khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye. Hi, xin chào các bạn đã chọn tụ ba, các bạn đã chọn lá bài này. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn viewer cũ của nhà Fairies. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh trong thời gian qua, mình rất là biết ơn điều đó. Nếu như bạn là viewer mới, mình chúc các bạn sẽ tìm thấy thông điệp bổ ích, liên kết và cần thiết từ trả bài này nha. Đối với các bạn chọn tụ ba thì mình thấy là năng lượng của tình cảm rất nhiều luôn. Ok, cũng có coi thông điệp về chuyện công việc tài chính nữa nha. Rồi bây giờ sẽ giải từ từ ha. Với thông điệp với lá bài mà các bạn đã chọn á thì mình thấy là với một số bạn ở đây ha, các bạn hãy nên nhìn vào bức tranh toàn cảnh, nhìn vào bức tranh lớn hơn trong tình huống của các bạn, trong vấn đề mà các bạn đang gặp phải thời gian hiện tại nha. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ nhìn vào những cái điều mà nó đang diễn ra ở cái thời điểm này mà các bạn không có hoặc là nhưng mà các bạn chưa có thật sự là nhìn ra một cái bức tranh lớn hơn, một cái mục tiêu lớn hơn, một cái điều gì đó mà nó mang cái tính chất là sâu rộng hơn ha. Mình không chắc đó là vấn đề gì, nó có thể liên quan đến công việc, nó cũng có thể liên quan đến tài chính, hoặc là nó liên quan đến chuyện tình cảm của các bạn. Nhưng mà ở đây có một cái lời nhắn là như vậy nha. Nếu như các bạn đang có nhiều suy nghĩ nó rất là tiêu cực, hoặc là các bạn đang có rất là nhiều những cái điều không hài lòng trong thời gian hiện tại, thì các bạn hãy thử thay đổi cái cách suy nghĩ của các bạn và nhìn nó từ một cái góc nhìn nó rộng hơn, nó bao quát hơn. Có thể là các bạn sẽ bỗng nhiên nhận ra rằng ok, có thể là cái tình huống này, cái sự việc này nó cũng không quá, và nếu như mà chúng ta nhìn vào một cái mục đích chung, hoặc là nếu như mà chúng ta nhìn vào một cái chặng đường dài hơn, một cái sự việc nó rộng hơn, nó bao quát hơn, thì cái điều này nó có thể là nó là một cái điều tốt. Hay là cái điều này nó thật ra là cái điều mà nó sẽ giúp ích cho các bạn sau này, chứ nó sẽ không còn là một cái điều gì đó mà nó quá là khiến cho bạn phải mệt mỏi hay là bực mình hay là suy nghĩ nhiều nữa. Đó thì mình muốn gửi một cái lời nhắn cho lá bài mà các bạn đã chọn ha. Mình thấy là cái giai đoạn mà các bạn phải chịu đau khổ trong chuyện tình cảm á, nó hoặc là những cái điều gì đó nó khiến cho các bạn buồn khổ đã qua thì nó đã qua rồi đó. Như là những cái việc mà khiến cho các bạn không vui nè, hay là đấu tranh tư tưởng nè, hay là cảm thấy bản thân mình không đủ, cảm thấy những cái điều mình có nó chưa có xứng đáng á, thì
các bạn sẽ bỏ đi được hoặc là các bạn sẽ vượt qua được cái giai đoạn đó ha. Giai đoạn của tháng 7 là giai đoạn mà các bạn sẽ nhìn vào những cái điều nó hạnh phúc hơn, nó tròn đầy hơn và các bạn sẽ có được năng lượng của The Fool, chàng ngốc cô ngốc ha. Rất là vững tin, rất là vững tin vào bản thân mình, vào kế hoạch của vũ trụ, vào những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Và thật sự là những điều tốt đẹp nó sẽ đến. Tụ ba là một tụ rất blooming, rất nở hoa luôn ha. Cả về tình lẫn tiền nha các bạn. Trời ơi, cực kỳ là ngọt ngào luôn. Với các bạn chọn tụ ba thì khả năng cao là người cũ sẽ quay về. Ok, nếu như các bạn đang không mong chờ người cũ thì nó hoàn toàn có khả năng là một người mà các bạn đã biết trong cuộc sống rồi ha. Có thể là một người mà các bạn đã tương tác, đã nói chuyện, hoặc là các bạn đã từng là bạn với nhau, các bạn đã là bạn với nhau rồi. Đó, nói chung là không phải là một người hoàn toàn mới sẽ đến trong cuộc sống của các bạn, mà là người đó các bạn đã biết rồi. Đó, thì cái việc mà hai người có cái mối liên kết The Lovers ở đây ha, là một cái mối quan hệ đó, ngọt ngào và nó không có vụ lợi. Nó dựa trên ánh sáng, nó dựa trên tình yêu, tức là mục tiêu và cái nền tảng của mối quan hệ này là một mối hệ sáng ha. Và khi mà mình thấy các bạn kết nối với nhau, nếu như là các bạn là người yêu cũ quay trở về á, thì nó rất là ngọt ngào, giống như là các bạn yêu xa nhau một thời gian và khi mà quay trở về á, thì các bạn sẽ giống như Phoebe và Mike trong lá bài này ha. Hai bạn chính là tôm hùm, hai bạn chính là lobster của nhau. Nếu như các bạn có xem phim Friends, các bạn sẽ hiểu, có nghĩa là hai bạn là một cặp á, một cặp trời sinh vậy đó. Ok. Còn nếu như mà các bạn làm một cái mối quan hệ mới, là một mối quan hệ mà không phải là người yêu cũ nhưng mà người đó các bạn đã biết rồi á, thì đây cũng là một mối quan hệ rất là lãng mạn nha. Hai bạn rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều tình yêu dành cho nhau ha. Ngọt ngào, mối quan hệ này rất là ngọt ngào. Mối quan hệ này mang nhiều yếu tố nước, đó là cái yếu tố của cái sự sâu sắc, của cái sự trìu mến dạt dào, và nó không có điều gì có thể đong đầy được luôn, có thể đo được luôn. Đây, chúc mừng các bạn ha. Một cái lá bài nó thể hiện cho sự hạnh phúc, cho sự tươi vui và may mắn. Eternal love. Ok, thì mình thấy là có thể nghĩa là vũ trụ rất là yêu thương các bạn và người đang đem đến những cái quả ngọt, những cái thành phẩm cho các bạn trong cái thời gian này ha. Sau một cái khoảng thời gian mà các bạn đã làm việc và chiến thắng được những cái nỗi sợ và học được những cái bài học và vượt qua thử thách đó, thì bắt đầu các bạn có những cái quả ngọt và người yêu các bạn vô bờ bến và vĩnh hằng luôn. Cũng có thể là cái người này, cái người mà các bạn sẽ tương tác trong tháng 7 này á, có một cái tình yêu rất là dạt dào, sâu và dài hạn với các bạn. Mà cái người này họ có thể là sẽ chưa có biết cái điều này ở cái thời gian đầu, hoặc là nếu như các bạn là người yêu cũ á, thì cái khoảng thời gian trước đây á, nó có thể là các bạn chưa có biết cái điều đó, các bạn chưa có tin vào điều đó. Nhưng mà cái lần trở lại này ha, các bạn sẽ nhận ra cái điều đó. Ở đây nha, sẽ có sự hạnh phúc, sẽ có được những cái sự nhịp nhàng và phối hợp với nhau rất là ăn ý và trọn vẹn. Wow, một cái từ mà khiến cho ai nghe thấy cũng ấm lòng ha, trọn vẹn. Chúc mừng các bạn. Đó, thật sự ra mình thấy khi mà các bạn liên kết, các bạn rất là nhớ nhau nhé, hay nghĩ về nhau lắm. Ok, và các bạn có cái lá The World ở đây, một cái lá bài rất là quyền năng, mạnh mẽ, powerful, quyền năng lắm. Nhà mình thấy là có một cái sự đảm bảo cho sự thành công, đảm bảo cho sự hạnh phúc ở đây. Ok, thì với năng lượng nữ, mình thấy các bạn làm những vị hoàng hậu nước. Các bạn mà có cái năng lượng nữ tính nhiều hơn nha, trong mối quan hệ này, mình đang không nói đến giới tính, các bạn hãy đón nhận theo cái năng lượng thôi ha. Thì các bạn mà có năng lượng nữ tính nhiều hơn, các bạn rất là ngọt ngào nhé. Cái khi yêu á,
có cái năng lượng, có cái cảm xúc dạt dào và suy nghĩ nhiều. Các bạn cũng là người mà hay suy nghĩ cho người khác, các bạn quan tâm đến bản thân mình, quan tâm đến người khác và ngọt ngào ha. Ok, có cái năng lượng chăm sóc nuôi dưỡng ở đây. Còn với các bạn nam á thì mình thấy là các bạn lại là những người mà có cái năng lượng rất là thông minh nha. Đầu tiên là cực kỳ thông minh và có thể giỏi ăn nói. Nếu như mà cho hai người đứng lên sàn cái bàn cân á thì có thể là các bạn mà năng lượng nam tính hơn các bạn sẽ cãi giỏi hơn. Mình nói ví dụ như vậy nha. Và các bạn cũng khá là lý trí. Mặc dù là yêu thì yêu rất nhiều nha, nhưng mà có thể là các bạn này á cũng khá là lý trí và vui tính hài hước nè, giỏi ăn nói ha, có tài lãnh đạo, có tầm nhìn xa và có rất là nhiều ý tưởng độc và lạ. Đó. Cái cũng rất là kiên quyết và quyết đoán nữa. Đó. Thì mình thấy là có thể là bởi vì một số những cái sự khác nhau như vậy. Đó, tức là các bạn có một cái khoảng cách rồi là có một cái sự khác nhau giữa hai bên. Một là các bạn thật sự là có khoảng cách về địa lý, về quốc tịch, về ngôn ngữ ha. Các bạn ở xa nhau. Hoặc là các bạn có cái khoảng cách về văn hóa, về tuổi tác, về quan niệm đó. Hoặc là về tính cách nữa. Thì có thể là các bạn có những cái điều đó cho nên là trong khoảng thời gian trước các bạn ngừng tương tác bởi vì có nhiều sự tranh đấu quá, có nhiều vấn đề quá, có nhiều những cái sự tổn thương quá ha, dành cho các bạn mà là người yêu cũ nha. Còn nếu như mà là những người mà biết nhau và hiện tại thì sẽ tìm hiểu á, thì mình thấy là sẽ đôi khi các bạn có những cái điều mà dễ cho đôi bên tranh cãi và có lời qua tiếng lại nha, tại vì hai bên có một sự khác nhau nhất định. Nhưng mà các bạn hãy biết là cái tính cách á, nó sẽ được dung hòa nếu như mà các bạn tương tác với tình yêu và ánh sáng nha. Thì các bạn hãy cởi mở hơn, hãy nhìn mọi thứ với cái trái tim nồng ấm của các bạn. Bởi vì tận sau các bạn á, mình biết là các bạn là những người mà yêu rất thật lòng, yêu rất chân thành ha. Thì đừng để những cái điều nhỏ nhặt hay là đừng để những cái sự khác nhau đó nó ngán đường các bạn, nó chặn các bạn, nó làm cho các bạn dậm chân tại chỗ và không cho các bạn bước tiếp trên cái con đường hạnh phúc của mình ha. Bởi vì đây là một khoảng thời gian hạnh phúc cho các bạn đó. Cái kết nối này là một cái kết nối mà mình thấy khi mà kết nối lại các bạn sẽ có rất là nhiều những cái khoảng thời gian vui vẻ bên nhau đó. Và người này có thể là người đó chính là the one của các bạn đó nha. Ok. Đó. Và các bạn có những cái giây phút, những cái, tự nhiên mình quên mất cái từ feelings, cảm xúc rất là lãng mạn bên nhau ha. Nè, thì mình thấy là hai người á, cực kỳ lãng mạn luôn, ngọt ngào đó, sến súa đó. Mình nói giỡn ha. Mối quan hệ này sẽ cần thời gian. Cho nên là các bạn đừng quá vội vàng, các bạn đừng quá mong đợi hay là mong chờ là nó sẽ nhanh mạnh và ào 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 ha. Bởi vì đây là một cái mối quan hệ mà mình thấy là nó sẽ đi lâu và đi dài nhé. Thì sẽ có cái sự bắt đầu ở đây. Một cái sự bắt đầu mang cái tính chất nền tảng ha, mang cái tính chất kiên định của đất. Đó, thì mình thấy là hai bạn thật sự là rất muốn tìm hiểu hoặc là các bạn thật sự là rất là muốn kết nối lại với nhau. Và ở đây mình thấy có cái việc đó là sẽ có cái sự chuyển hóa. Nếu như các bạn đã kết nối lại rồi hoặc là nếu như các bạn đã gặp cái người này rồi, cái người mà mình miêu tả, thì ở đây nó có thể là các bạn sẽ trở thành gia đình với nhau. Hoặc là các bạn đã trở thành gia đình với nhau rồi, tức là các bạn đã từng ly hôn á, thì khi mà quay lại á, giống như là các bạn tưới nước một lần nữa cho cái cây, cái gia phả, cái gia đình của các bạn. Và đó, từ đó nó sẽ tiếp tục vươn lên và nó phát triển ha.
Ở đây á, các bạn chọn tổ 3 sẽ có rất là nhiều những cái sự lãng mạn ở đây luôn. Trời ơi, có rất nhiều lá bài thể hiện cái điều này ha. Một số các bạn ở đây sẽ coi trội cung thiên bình trong bảng ngôi sao của mình ha. Không nhất thiết phải là cung mặt trời nha, mặt trăng, điểm mọc lá, cung nhà lá số 7 nữa. Một số các bạn còn lại sẽ trội cung cự giải, đó là cung nước. Thì cung khí là song tử bảo bình thiên bình và cung nước là song ngư cự giải bọ cạp. Ở đây thì có khả năng là các bạn sẽ có cung đất nữa, mà cái kim ngưu sử nữ nữa ha, nhưng mà không quá nhiều. Rồi thì ở đây mình thấy là các bạn chọn tụ ba, cái người này có thể họ sẽ đến với các bạn, họ sẽ từ xa và di chuyển đến nơi của các bạn ha. Nếu như không nhanh trong tháng 7 bởi vì dịch nè, bởi vì Covid, rất là nhiều những cái điều mà nó đang không ủng hộ cho cái việc là du lịch và di chuyển á, thì có thể là trong thời gian sắp tới nha. Đó, trong những cái tháng tiếp theo. Thì mình thấy các bạn sẽ có cái sự gặp lại, sẽ có cái sự hội ngộ ở đây. Còn nếu như các bạn không có phải là xa về địa lý thì các bạn sẽ có những cái chuyến đi vui vẻ nghỉ dưỡng với nhau, thậm chí là có thể các bạn sẽ có một cái cam kết rất là sâu sắc, đi đến đính hôn, kết hôn, và các bạn sẽ có những cái buổi tuần trăng mật với nhau. Ok, wow, rất là ngọt ngào luôn đó, bởi vì các bạn thật sự là coi la wedding ring nhé. Hoặc là cái người mà các bạn tương tác á, họ nghĩ về gia đình, nghĩ về đám cưới với các bạn, họ nghĩ rằng các bạn là người đúng, rất là đúng với gu của họ, các bạn là người mà họ luôn luôn mong chờ và họ không thể quên được các bạn, họ luôn luôn nghĩ về các bạn, hoặc là họ tương rất là muốn tương tác với các bạn nha. Ở đây thì mình thấy là đây là một cái mối tình mà có khả năng cam kết rất cao đó. Và ok, các bạn chọn tụ ba ơi, phước lành đang ở phía trước rồi nha. Wow, cực kỳ là may mắn luôn ha. Bởi vì với mình á, phước lành nó đại diện cho tất cả. Nó là có thể phước lành về tình cảm, về cuộc sống, về tài chính, về công việc. Đó. Thì mình thấy là các bạn sẽ cực kỳ là vui vẻ và đó, YOLO hạnh phúc như cái cô gái này ở trong lá bài này ha. Cho nên là càng phải biết ơn nhiều hơn nha. Biết ơn, tập cho mình cái tính cách đó là vui vẻ, cởi mở với mọi thứ đến trong cuộc sống này ha, và giữ một cái thái độ rất là tích cực nhé. Bởi vì các bạn sẽ thu hút, các bạn sẽ kiến tạo nên chính xác những điều mà các bạn muốn đó. Có rất là nhiều phước lành đang đến. Ok, còn về chuyện công việc á, thì các bạn ơi, tháng 7 này hoặc là trong khoảng thời gian sắp tới nha, tùy thuộc vào năng lượng của các bạn, nhanh hay chậm ha. Các bạn sẽ rất là trù phú về mặt tiền bạc luôn, chính tiền các bạn ơi. Rất là may mắn luôn ha, tụi ba trời ơi, nở hoa rầm rộ luôn, không biết gì hơn ngoài cái việc là chúc mừng các bạn, thật sự là như vậy. Các bạn còn có thành tựu nè, mình thấy là các bạn sẽ đạt được một số những cái điều thành tựu gì đó đấy trong cuộc sống của các bạn ha. Nên là các bạn hãy luôn luôn tập trung vào ước mơ, tập trung vào những cái điều mà các bạn mong muốn, thì những cái hạt mầm mà các bạn gieo á, nó sẽ nở thành bông hoa này. Mình thấy có thể trong tháng 7 các bạn còn sẽ có những cái sự công nhận, sẽ có những cái sự tán thưởng, sẽ có những cái điều gì đó, những cái cột mốc gì đó mà các bạn đạt được trong công việc ha, cho những cái thành quả, cho những cái cố gắng, cho những nghị lực mà các bạn đã dành ra cho công việc, cho dự định, cho cuộc sống của các bạn. Là chính tiền nữa ha. Rất là trù phú, rất là may mắn luôn. Có thể là các bạn còn sẽ nhận được một khoản thưởng nào đó, hoặc là một khoản tiền nào đó cho sự đầu tư, cho công việc mà các bạn đang làm. Đó, ok. Thì mình sẽ dừng tụ bài của các bạn chọn tụ ba ở lại đây ha. Nó rất là đẹp và mình nghĩ là đây là toàn bộ thông điệp mà mình muốn gửi đến các bạn ha. Chúc các bạn sẽ luôn luôn vui vẻ và sáng rực rỡ như lá bài này ha. Rất là vui luôn và may mắn nữa.
Nếu như câu chuyện của các bạn có liên quan thì các bạn hãy để lại bình luận cho mình biết để mình chia sẻ và chúc mừng. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì đăng ký để xem thêm nhiều video khác và chia sẻ video này để cho nhiều người nhận được thông điệp mà họ cần nghe hơn ha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.